Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, lãnh đạo các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS đã nhóm họp tại Nigeria nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, sau khi ba quốc gia là Niger, Burkina Faso và Mali đã tuyên bố rút khỏi tổ chức khu vực này. Phát biểu họp báo, Chủ tịch ECOWAS Omar Touré cho biết, tổ chức này sẽ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Niger trong bối cảnh ECOWAS đang tìm kiếm một chiến lược mới nhằm thuyết phục chính quyền quân sự tại ba quốc gia thành viên không rút khỏi liên minh chính trị và kinh tế này. Cụ thể, các lãnh đạo ECOWAS đã quyết định chấm dứt với hiệu lực tức thì việc đóng cửa biên giới, phong tỏa ngân hàng trung ương và tài sản nhà nước, cũng như ngừng giao dịch thương mại với Mali. Hiện ECOWAS đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng khi nhiều quốc gia trong khu vực xảy ra đảo chính quân sự và gần đây nhất là tuyên bố rút khỏi liên minh 15 nước thành viên này của Niger, Burkina Faso và Mali. Đây cũng là ba nước thành viên sáng lập ECOWAS, tổ chức được ra đời vào năm 1975. Hôm qua, truyền thông Israel đưa tin các cuộc đàm phán tại Paris, Pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza đã diễn ra hiệu quả và các bên có thể sớm ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Cụ thể, truyền hình nhà nước Israel dẫn lời một quan chức nước này cho biết các cuộc đàm phán tại Paris có tiến triển và thỏa thuận ngừng bắn sẽ sớm được ký kết. Theo đó, các bên đã nhất trí khung kế hoạch trao trả con tin và một lệnh ngừng bắn mới. Các cuộc đàm phán tại Paris do Qatar và Mỹ làm trung gian và hiện phái đoàn Israel đã trở về nước trong ngày 24 tháng 2 để báo cáo kết quả cho chính phủ. Dự kiến các bên sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thảo luận trong những ngày tới. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel hôm qua vẫn đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại phía tây khu vực Khan Yunis. Trong khi đó, lực lượng Hamas cho biết Israel đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công trong 24 giờ qua, khiến hơn 90 người thiệt mạng. Ngày hôm qua, Đảng Cộng hòa của Mỹ đã tiến hành bầu cử sơ bộ tại bang South Carolina. Cuộc đua được đánh giá có vai trò quyết định liệu ứng cử viên Nikki Haley có thể vượt qua ông Donald Trump để đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới hay không. South Carolina được coi là bang chiến địa của bà Haley, nơi bà đã có hai nhiệm kỳ làm thống đốc từ năm 2011 tới năm 2017. Kết quả các khảo sát mới đây nhất cho thấy ông Trump có thể giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina. Đến nay, ông Trump đã giành chiến thắng ở tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra trước đó của Đảng Cộng hòa ở các bang Iowa, New Hampshire, Nevada và vùng lãnh thổ Virgin Islands. Trong lịch sử 4 thập kỷ trở lại đây, gần như tất cả ứng cử viên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở South Carolina cuối cùng là người được lựa chọn là đại diện Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ. Công viên chủ đề Hello Kitty tại Tokyo, Nhật Bản đã phải tạm đóng cửa trong ngày 24 tháng 2 sau khi nhận được thư điện tử cảnh báo khủng bố. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc. Thông tin mở đầu cho cụm tin vắn đáng chú ý. Trang web chính thức của công viên đăng thông báo cho biết công viên phải tạm đóng cửa trong 24 tháng 2 vì không thể đảm bảo an toàn cho các du khách, nghệ sĩ biểu diễn cũng như nhân viên trong thời gian này. Theo hãng tin NHK, ngay sau khi nhận được bức thư cảnh báo khủng bố, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra lục soát công viên giải trí này nhưng chưa phát hiện bất kỳ đồ vật khả nghi nào. Nhân vật hoạt hình Hello Kitty là biểu tượng nổi tiếng của Nhật Bản và năm nay cũng kỷ niệm 50 năm ra mắt chú mèo dễ thương này. Nhằm tận dụng lợi thế từ hệ thống tàu điện ngầm quy mô lớn, chính quyền thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc, thời gian qua đã đẩy mạnh phát triển không gian ngầm để tăng cường trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Trung tâm Thương mại Thiên Hà là một trong những địa điểm mua sắm sầm uất nhất tại thành phố Quảng Châu khi được xây dưới lòng đất và có vị trí đặc biệt thuận lợi nhờ kết nối với rất nhiều tuyến tàu điện ngầm trong thành phố. Hiện Quảng Châu cũng đang xây một trung tâm mua sắm ngầm 5 tầng tại Trung tâm Tài chính Quốc tế, với diện tích ước tính 900.000 m². Trong kế hoạch phát triển của mình, Quảng Châu đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện hơn nữa các hệ thống cơ sở hạ tầng trên mặt đất và dưới lòng đất để phù hợp với mô hình đạt đô thị quốc tế. Hôm qua, chính quyền thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia đã tổ chức lễ diễu hành nghệ thuật đường phố thường niên ở Quảng trường Độc Lập. Đây cũng là một trong những hoạt động chính của chuỗi sự kiện mừng Tết Nguyên đán tại Malaysia. Buổi lễ diễn ra với những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc chung của các dân tộc tại Malaysia với mong muốn thể hiện sự quyết tâm đồng lòng để xây dựng một Malaysia phát triển lớn mạnh và hài hòa. Sau những màn trình diễn nghệ thuật, đoàn diễu hành gồm 50 nghệ sĩ đã xuất phát từ quảng trường Merdeka và đi qua nhiều tuyến phố chính tại Kuala Lumpur trước khi dừng chân tại Lalaport, một trong những trung tâm thương mại lớn của thành phố.
Trong cuộc sống hiện đại, nhu cầu gặp gỡ, giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp, đối tác trở nên thường xuyên và khó tránh khỏi việc sử dụng các sản phẩm rượu bia, đồ uống có cồn. Tuy nhiên, không phải ai cũng sử dụng được đồ uống có cồn. Hơn nữa, việc sử dụng quá nhiều đồ uống có cồn sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì thế, xu hướng tiêu thụ đồ uống không cồn, ít cồn, có nguồn gốc tự nhiên đang ngày càng được nhiều người dân thế giới ủng hộ. Vào dịp cuối tuần, cô Manaka Okamoto thường sẽ dành thời gian đi dạo hoặc gặp gỡ bạn bè. Một ly bia không cồn hoặc một ly cốc tai với nồng độ cồn chỉ khoảng 2-3% là lựa chọn của cô và các bạn của mình. Tôi không thích uống rượu, nhưng tụ tập với bạn bè mà không uống gì đó thì cũng không vui lắm. Giờ thì chúng tôi đã có nhiều lựa chọn hơn rồi. Giống như cô Manaka Okamoto, ngày càng nhiều người dân Nhật Bản, đặc biệt là giới trẻ, ý thức hơn về vấn đề sức khỏe và các loại đồ uống không cồn, ít cồn hoặc có nguồn gốc tự nhiên đang dần chiếm được cảm tình của người dân đất nước mặt trời mọc. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng, những mô hình quán bar tỉnh táo, nơi bán các loại đồ uống không cồn cũng dần trở nên phổ biến. Những mô hình này vừa đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng của khách hàng, vừa góp phần cải thiện trải nghiệm cho những người không ưa thích đồ uống có cồn. Điều này giúp thu hút khách hàng và gia tăng doanh thu. Không chỉ tại Nhật Bản, các doanh nghiệp sản xuất đồ uống trên thế giới cũng buộc phải thay đổi chiến lược khi mà doanh số đồ uống có cồn liên tục suy yếu. Bia không cồn nói riêng và đồ uống không có cồn nói chung đang dần chiếm lĩnh thị trường. Để thích ứng với sự thay đổi này, các tập đoàn nước giải khát lớn nhất thế giới đang thúc đẩy việc phát triển các sản phẩm bia không cồn, qua đó cạnh tranh trực tiếp với ngành bia rượu truyền thống. Nhiều dự báo cho thấy danh mục sản phẩm đồ uống không cồn sẽ tăng 25% trong giai đoạn 2022-2026, khi các hãng rượu bia buộc phải chuyển hướng kinh doanh. Tập đoàn bán bia lớn nhất thế giới là Anheuser-Busch thậm chí dự báo mảng kinh doanh bia không cồn sẽ chiếm đến 1/5 tổng doanh thu của hãng vào năm 2025. Trong khi đó, khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường Innova Market Insights mới đây cho thấy khoảng 33% người tiêu dùng trong độ tuổi 18-25 nói rằng bia rượu truyền thống không phải là lựa chọn của họ. Những lý do chính khiến mọi người ít uống bia rượu hơn là vì sức khỏe và tiết kiệm tiền. Chính điều này khiến khách hàng chuyển sang đồ uống không cồn hoặc những sản phẩm giá rẻ hơn. Thêm vào đó, việc giữ gìn sức khỏe cũng khiến mọi người tiết kiệm được chi phí y tế, khiến nhu cầu tiêu thụ bia rượu giảm mạnh. Từng bị chế giễu, giờ đây đồ uống không cồn hiện đang tràn ngập trên các kệ hàng trên thế giới. Người tiêu dùng đang thay đổi hành vi và ngành đồ uống sẽ buộc phải thay đổi nếu không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. Sau Tết Nguyên đán, Tết Nguyên tiêu tức rằm tháng Giêng cũng là dịp lễ lớn của người dân ở khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc. Và dịp này, Hồng Kông lại tổ chức lễ hội đèn lồng thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế tham gia. Đèn lồng tượng trưng cho hy vọng và may mắn. Chính vì vậy, Cục Văn hóa và Dịch vụ Giải trí Hồng Kông đã lựa chọn chủ đề cho lễ hội đèn lồng năm nay là đón xuân mang lại may mắn và rồng báo điểm lành. Dưới bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công địa phương, những chiếc đèn lồng tinh xảo với thiết kế độc đáo cùng màu sắc rực rỡ được trưng bày tại khu vực Trung tâm Văn hóa Hồng Kông. Những chiếc đèn lồng có hình rồng xanh tượng trưng cho sức sống của mùa xuân là yếu tố thiết yếu chính, đan xen giữa những yếu tố đèn lồng cung đình và những bông hoa Tết đua nhau khoe sắc, thể hiện một khung cảnh tràn đầy sức sống, ngụ ý rằng Hồng Kông sẽ tiếp tục thịnh vượng trong năm con rồng. Dưới ánh sáng và bóng tối của hàng trăm bông hoa, các linh vật vui nhộn và sống động cùng công chúng chào đón năm con rồng và cầu chúc mọi người bình an thịnh vượng. Không chỉ được chiêm ngưỡng những chiếc đèn lồng đẹp mắt, du khách còn được trải nghiệm miễn phí nhiều hoạt động thú vị khác, mà nổi bật là các buổi biểu diễn ca múa nhạc nghệ thuật dân tộc. Lễ hội đèn lồng tại Hồng Kông sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 2. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.